Hi, xin chào mọi người. Hôm nay là cái món quà yêu quý dành tặng cho cái người mẹ kính yêu của bạn Quân á, hoàn thành rồi. Thì Quân quay tổng quan cái hộp quà cho các bạn xem nha. Nhìn rất là trang trọng đúng không ạ? Thì cũng đã hứa, như đã hứa thì Quân làm hai clip. Một cái clip là sau khi hoàn thành ở trên phiên bản bạc, còn cái clip này là bên thiết kế làm thêm một bản nữa là bản hoàn hảo, thì để Quân mở ra cho các bạn xem nha. Chúng ta có thể thấy rằng là chiếc hộp quà này rất là đặc biệt đúng không? Hộp quà có đèn đây. Có đèn đó, chúng ta có thể xem nè, đây đó, đèn của hộp quà đấy. Rồi thẳng vào chiếc nhẫn, rồi cái lau kỹ quá, cái bông nó dính vào trong cái chiếc nhẫn. Tí nữa trước khi mà gói quà cho khách của Quân thì Quân sẽ dọn dẹp lại thêm một lần nữa. Bây giờ chủ yếu quay để làm kỷ niệm trước, làm tư liệu trước cho bạn. Đó, đây là một viên ruby huyết mật ong, thì để Quân rút nó ra khỏi cái hộp và chúng ta cùng xem nhé. Rồi, Quân để cái hộp qua mặt bên này. Rồi, chúng ta hãy xem đây. Trơn quá. Quá đẹp phải không ạ? Lắc nhẹ như thế này chúng ta có thể thấy được cái bầu sao, cái mây sao, vân sao của nó di chuyển. Rất là lung linh và rất là sáng. Rồi, chúng ta cùng xem qua tổng thể ha. Viên ruby trên phiên bản vàng 18K thì như thế nào? Đó. Chúng ta thấy rõ ràng là có một sự khác biệt rất nhiều về màu sắc của viên ruby sẽ được nổi trội hơn. Thứ hai nữa là trông rất là sang trọng và phù hợp với cô. Đây là cái phần mà người chơi đá thiên nhiên á rất là thích nè. Để Quân đang quay nè, vào trong cho mọi người xem. Đó, phần đó là phần chất ngọc của huyết bồ câu. Đó, rồi chúng ta sẽ xem đó, là thường á là những người yêu đá thiên nhiên á, họ sẽ tập trung vào trong nhìn những cái điểm đặc biệt của viên đá. Viên đá thiên nhiên á, thì chúng sẽ có thường sẽ không có giống nhau. Mỗi viên sẽ có một cái vẻ khác nhau. Đó. Ở tại đây thì chúng ta với cái ánh sáng qua cửa sổ á, thì chúng ta vẫn có thể thấy được cái vân sao nó lắc qua lắc lại rất là nhẹ nhàng ở đây. Rồi, Quân xin kết thúc video và xin chúc cho cô có được một cái ngày sinh nhật thật là đầm ấm, thật là hạnh phúc với những người con, con trai, con dâu, thật là vui vầy và tràn đầy hạnh phúc. Xin chúc mừng sinh nhật của cô. Xin chào và xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại mọi người trên vlog của Đá Quý Thiên Nhiên Nguyễn Quân.
Hãy subscribe.